Dạ em xin kính chào tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc nhé. Em vườn na của em ở tại Hà Nội các bác nhé. Và số điện thoại liên hệ của em là 039 45 47 221. Thì hôm nay thì em sẽ về rất là nhiều các loại địa lan hoa Tết các bác nhé. Đấy, ngày nào cũng có hàng mới về. Đấy, nên là hàng thì mới liên tục các bác nhé, chứ không phải là hàng tồn hàng đấy đâu ạ. Đấy thì hôm nay em về rất là nhiều các loại địa lan, hàng đang có lụ và cả đá trâu nữa các bác nhé. Hôm nay em xả một ít đá trâu nữa, hàng đang nụ chơi hoa Tết và một số mặt hàng nữa như đen dâu xuân. Đấy, các bác theo dõi video của em và ủng hộ cho em nhé. Các bác đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 039 45 47 221. Đấy, thì đầu video hôm nay thì em sẽ lên các cái mã của cái dòng địa lan quý phi thanh ngọc, là một cái dòng lan bán rất là chạy các bác nhé. Đấy, bán rất chạy luôn. Đấy, đây là các bác siêu tầm cho mình một vài chậu để ủng hộ cho em nhé. Đây thì em sẽ lên cái mặt hoa. Trước tiên em sẽ lên cái mặt hoa đã. Đây ạ, cái mặt hoa của quý phi thanh ngọc các bạn này. Màu nó rất là sáng. Đấy, bông to cánh dày nên là hoa cực kỳ là bền các bạn nhé. Hoa bền 2-3 tháng luôn đấy các bạn. Các bạn có thể uốn cong. Đấy, các bạn có thể xem tác phẩm của nó này. Đó, các bạn ghép thành tác phẩm to như này nhé. Đó, thì các cái chậu quý phi thanh ngọc hôm nay em về là hàng siêu ngồng các bạn nhé. Đó, ít nhất là tầm từ 6 ngồng trở lên, 6-7 ít, nhưng mà đa số là tầm 8-9-10 ngồng luôn các bác nhé. Đấy, thì hôm nay là hàng siêu ngồng, thì em sẽ chia sẻ cho các bác với giá chậu 7 ngồng là 370. Đấy, chậu 8 ngồng là 380.000 các bác nhé, chậu 9 ngồng là 390. Đấy, hàng siêu ngồng luôn, nói chung là một chậu lan như này mà nó gần chục ngồng hoa để các bác biết rồi đấy ạ. Nó cực kỳ là nhiều hoa luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, mỗi một cành nó đã gốm rất là nhiều lụ như này rồi. Đấy, thì các bác biết là một chậu mà gần chục ngồng hoa như này nó nở ra thì thật sự với các bác này nó một rừng hoa luôn các bác nhá. Hoa thì cực kỳ là bền, hoa chơi 2-3 tháng luôn các bác nhá. Đấy, thì các bác chốt cho em với giá là 370 cho chậu 7. Đấy, 380 cho chậu 8 và 390 cho chậu 9 các bác nhá. Đấy, các bác thích những chậu mấy ngồng thì báo em sẽ gửi cho các bác chậu rất là đều như này. Đấy. Đấy, hàng tuyển loại A cộng rồi nên các bác yên tâm về chất lượng nhá. Và em có duy nhất cái chậu này 14 ngồng luôn các bác ơi. Ôi trời ơi. Đấy. Bắt đầu lấy cái chậu 14 ngồng này, chốt cho em với giá là 460.000 cho chậu 14 ngồng luôn. Chào ơi, một cái chậu lan 14 ngồng hoa, toàn hoa là hoa luôn các bác nhá. Đấy, chi chít ngồng luôn các bác ạ. Đấy, 460.000 cho chậu này 14 ngồng các bác nhá. Đấy, các bác chốt riêng cho em cái mã này là 460.000. Đó, có đúng một chậu 14 ngồng thôi. Đấy, em nhặt riêng được trong lô gần trăm chậu các bác ạ. Đó, 14 ngồng là 460.000 các bác nhá. Tiếp theo em có một cái loại tiếp theo là các cái chậu của Sato vàng mít. Đấy, hoa cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Em sẽ quay riêng cho các bác xem một chậu này. Đấy, lụ như trấu luôn các bác ạ. Cần này cần cao các bác nhá. Mỗi một cần của nó là hàng loại A nên là mỗi một cần của nó đã gồm rất là nhiều lụ rồi. Đấy, thì các cái loại Sato vàng mít này, em sẽ lên cái mặt hoa cho các bác xem này. Đẹp lắm là đẹp các bác ạ. Hoa của nó cũng bông cánh dày, bông to các bác nhá. Hoa rất là bền luôn, chơi ít nhất phải được tầm từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi các bác nhé. Đây là em nói ít nhất là 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Đây hoa của vàng các bác này, đẹp lắm, bông to, lưỡi có màu đỏ các bác nhé. Đó thì các cái chậu vàng này em chia sẻ chậu 6 là 460. Đấy. Và chậu 5 thì 450 các bác nhé. Đấy, các bác chốt thì ủng hộ cho em một vài chậu. Hàng thì hàng size đại, size to nên các bác yên tâm về chất lượng. Đấy. Hàng hàng tuyển các bác nhé. Chậu 5 ngồng là 450, chậu 6 ngồng là 460 các bác nhá. Đấy, đây rất là đẹp này. Đây như chậu này là chậu đôi 46 ngồng này. Đẹp chưa? Chi chít lụ luôn các bác nhá. Đó. Mỗi bác ủng hộ cho em một vài chậu nhá. Và em có một cái chậu vàng mít. Đấy, nhưng mà nó là hàng lùn. Đấy, nhưng mà cực kỳ là đẹp luôn các bác nhá. Chậu này của em tổng là 9 ngồng. Đấy, 9 ngồng hoa các bác nhá. Ôi giời ơi, đẹp tuyệt vời luôn các bác ơi này. Đấy, thì riêng cái chậu 9 ngồng này các bác chốt cho em với giá là 480.000. Em có duy nhất một chậu vàng mít thôi. Đây là hàng mẫu các bác nhé. Hàng mẫu gửi về kèm để em xem là chất lượng như nào. Đấy, với cả đẹp như nào thì để em còn nhập số lượng nhiều. Đấy, thì gửi mẫu cho em một chậu 9 ngồng đây. Đấy, các bác chốt cho em với giá là 490.000. 490.000. Thôi 480.000 đi. Để cho các bác 480. Đấy, cho chậu này 9 ngồng luôn các bác nhé. Vàng mít lùn. Đấy, các bác chốt cho em là vàng mít lùn 490 nhá. Đấy, em có một chậu 9 ngồng này thôi. Đấy, nó là hàng lùn. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên các cái mã của đai châu. À đây, em có các cái chậu của Thiết Quan Âm nữa. Đây ạ, Thiết Quan Âm nhé. Thì em có là chậu 6 ngồng và chậu 5 ngồng.
Đấy, chậu 6 ngồng em chia sẻ là 460, chậu 5 ngồng là 450 các bác nhá. Thiết căn âm này hoa của nó có màu xanh. Đây em sẽ lên cái mặt hoa cho các bác xem này. Hoa xanh bông to lưỡi đỏ các bác nhá. Đây. Các bác thể uốn cong như này. Đấy, hoa xanh ngọc rất là bền hoa luôn các bác nhá. Đó. Thì chậu 6 ngồng em chia sẻ 460. Chậu 5 ngồng em chia sẻ là 450. Đây. Mã 1 thiết quan âm này 6 ngồng này 460.000 đấy các bác nhìn này. Chậu rất là to luôn các bác nhá. Đó, 460 cho mã 1. Mã 2 thiết quan âm 450. Đấy, 5 ngồng các bác nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên mấy cái mã của Đai Châu. Đây em có cái con Đai Châu này. Anh ơi, ta cầm em con này đây. Em sẽ lên 3 cái mã Đai Châu này các bác nhá. Anh ơi, cầm em mấy cái này. Đây em sẽ cầm lên cho các bác xem, chả vì cái cây này nó to lắm. Đây các bác nhìn này, cái cây Đai Châu mã 1 này. Đấy, con này là con đỏ xác pháo các bác nhá, đỏ xác pháo. Đấy, cái dề này của em là có 2 cây, nguyên một dề luôn các bác nhá. Và đang có 3 ngồng nụ. 3 ngồng nụ đây, các bác nhìn này, dài chưa? Đấy, rất là to luôn các bác nhá. Anh cứ để như thế đi. Đấy. Đây nhá. Đấy con đỏ xác pháo đây. Đây em sẽ lên cái hoa cho các bác xem qua cái mặt hoa của đỏ nhá. Đấy, con này đỏ sắc pháo, chuẩn màu luôn các bác ạ. Em bán chuẩn màu luôn. Đây, đỏ sắc pháo này. Màu rất là tươi đẹp luôn các bác nhá. Đấy, Tết mà các bác trưng những cái cây châu đỏ như này rất là đẹp luôn các bác ạ. Đấy, thì cái con này, con đỏ sắc pháo lá mít này. Đấy, hàng là xếp 2 cây, một bụi này nhá. Em chia sẻ cái dề này với giá là 750.000 này. Cây cực kỳ to luôn các bác nhá. Đây các bác nhìn. Đấy, cây rất là to luôn. Hàng là xếp 750 cho mã 1 châu. Mã 2. Đây, mã 2 em có một cái con đây. Đấy, con này thì khả năng đỏ. À, con này khả năng là hồng cánh sen hoặc là cam các bác nhá. Đấy, con này thì em chưa chắc được là màu một đấy, hồng cánh sen hoặc cam các bác ạ. Con này chỉ có hồng cánh sen hoặc cam thôi. Đấy, lá thì cũng là hàng lá mít lá xếp đây các bác nhá. Đấy, thì cái mã 2 này. Đấy, các bác chốt cho em với giá là 2 cây các bác nhá. Trụ này là 2 cây này, cũng đang có lụ chưa Tết rồi. Em chia sẻ cái mã này với giá là 450.000 cho mã 2. Đấy. Mã cam hoặc là hồng cánh sen các bác nhá. Cây rất là to luôn ạ. Mã 3. Mã 3 đây, mã 3 là một cái cặp đỏ. Một cặp cũng đỏ sắc pháo các bác nhá. Đấy, con này cũng 2 cây, con này 2 cây một 2 cây một dề này các bác này. Đấy, cái mã này các bác chốt cho em với giá là 380.000 cho cái mã 3. Đấy, dề 2 cây các bác nhá, 380. Đây, em có một cái cặp của hồng cánh sen. Đấy, cặp lá mít này, đẹp chưa? Đấy, cái cặp lá mít này, hồng cánh sen các bác chốt cho em cái mã này với giá là 500.000 cho cặp này luôn các bác nhé. 500k cho cặp hồng cánh sen. Đấy, mã 4 cho em là hàng cặp hồng cánh sen nha. Tiếp theo thì em sẽ xả lốt mấy cái con trâu. Đây, có một vài cái mã đai trâu cho các bác sưu tầm này. Giá cực kỳ là hợp lý, hạt rẻ luôn các bác nhé. Đây, tiếp đầu tiên em sẽ lên cái con to này. Con hồng cánh sen nhá, con này con hồng cánh sen chuẩn màu cho em. Đấy, con to, hàng size to nhá. Con này các bác chốt cho em với giá là 550.000 cho con hồng cánh sen mã đơn đi. Các bác chốt cho em là mã A8 nhá các bác nhá. A8. Đấy, con này là em bán là 550.000. Lá thì cực kỳ to này các bác này. Đấy. 550.000 cho mã A8 này. Mã A9 cũng một con hồng cánh sen đang có 2 ngồng luôn các bác ơi. Con này 2 ngồng hoa luôn nhá. Đây ạ. Ui giời, to quá này. Cây xài to vip nha các bác nhá. Mã A8 này, A9 nhá. A9 chốt cho em với giá là 550. 2 ngồng. Mã A10 cũng một con hồng cánh sen to vật vã luôn nhưng mà mất 1-2 lá các bác nhá. Đấy, con này thì em thanh lý luôn. Con này thanh lý cho các bác với giá là con này nếu mà bình thường con này mà hàng size to này em bán là 6-700 đấy. Con này thanh lý luôn cho các bác với giá là 270.000 luôn này. Quá to vật vã. Đấy, nó bị mất 1-2 lá thôi còn đâu, vẫn còn nguyên. Các bác nhìn cái chất lá của nó này. To 8-9-10 cm luôn, cũng đang có lụ chơi Tết các bác nhá. Đó, em chia sẻ con này là 270.000 cho mã A10. A11 cũng đang có ngồng nụ các bác nhá, cũng đang có ngồng nụ chơi Tết này, hồng cánh sen này. A11 em chia sẻ con này với giá là 350.000 cho A11. Đấy, hồng cánh sen. A12 thì con này nó có một cái tí lỗ đấy các bác này. Đấy. Còn đâu thì cây rất là đẹp nhá, cũng đang có con này là 2 ngồng luôn này. Con này 2 ngồng luôn các bác nhá, hồng cánh sen to vật vã luôn. Con này em chia sẻ cho các bác với giá là con này em chốt cho các bác với giá là 400k nhá, 400k. Con này to lắm. Đấy nhưng nó có một cái tí
khô đây thôi này. Đấy, một tí lỗi khổ nhẹ thôi. Đấy, còn đâu rất là ổn nhá các bác nhá. Đấy, cây này là nếu mà không lỗi như thế thì em phải bán 650-700. Đấy, vì nó là hồng cánh sen, hàng lá mít, bản lá to các bác nhá. Con này lá cũng phải được 8-9-10 sen luôn đấy. 450.000 cho con mã A12. Đấy, A13 cũng hồng cánh sen, đang có lụ nhá. Con này các bác chốt cho em với giá là 280.000, 280 cho cái con A15 này nhá. Đấy. Tiếp theo thì em sẽ có các cái mã của em lên một cái loại tiếp theo là các cái chậu của đen dỗ xuân coi nhá. Đen dỗ xuân hoa cực kỳ đẹp luôn các bác ơi. Đấy, hoa đậm nhá, hoa tím đậm ạ. Đấy. Thì em sẽ chia sẻ các cái hàng đen dỗ xuân này là hàng tím, hàng lá mít và hàng 4N nhiều lụ các bác nhá. Một chậu của nó là hàng VIP nhiều lụ. Em chia sẻ cho các bác với giá là 200k cho một chậu nhá. Đây ạ. Một chậu của nó rất là cao, cao phải được tầm 80 sen quay đầu, tầm 7-80 các bác nhá. 6-7-80. Đấy, thì em chia sẻ là 200k cho một chậu nhá, 200k cho một chậu. Toàn bộ là hàng lá to, lá đẹp và hàng lụ đẹp các bác nhá. Tiếp theo thì sẽ có mấy cái mã của cái trâu cũng xả lốt này. Đây một vài con trâu. Đây có con trâu đỏ. Đây có con trâu đỏ này này. Đấy. Em chia sẻ cái con trâu đỏ này. Nghĩa là đây là có một cái vài cái gỗ nó bị mục, em bóc ra để em bán giờ cho các bác luôn nhá. Con trâu đỏ này các bác chốt cho em với giá là 150.000 cho con trâu đỏ mã 1 này. Trâu đỏ 150. Đấy, thôi combo cả con đỏ này nữa đi. Cái con đỏ nhỏ nhỏ đằng sau nữa này cũng đang có lụ đây các bác nhá. Đấy, thì hai con này các bác chốt thì em để cho các bác với giá là 200k luôn này. 200k cho cái mã trâu giờ này nhá. Đấy. Và em có tiếp theo là có các cái con trâu rừng. Con này hai lụ luôn này, con trâu rừng này hai lụ đó, cũng đang bóc. Đấy, con này em để cho các bác với giá là 120. Hai lụ luôn các bác nhá, 120 cho con trâu rừng đấy. Đấy, con này thì đang có một lụ này, con này một lụ này. Đấy. Con này thì 100k. Đấy, 100k nhá. Đây con này cũng một lụ này. Con này cũng một lụ này. Con nhỏ nhỏ đấy thì em chia sẻ cũng đang có một lụ, em chia sẻ 80.000 luôn nhá. Đấy, để làm mấy cái con trâu rừng để các bác lấy nhiều hơn em cũng có nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên lốt mấy cái mã của đại mạc lá biên này. Hàng này hôm nay em cũng về rất là nhiều. Cái hàng này thì nó là một cái dòng điệu truyền thống nên này. Cực kỳ là dễ chăm, hoa thơm, hoa đẹp các bác nhá. Đấy thì hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 cho một chậu đại mạc lá biên. Hàng lá biên lá phát tài các bác nhá, lá biên lá phát tài. Đấy, đại mạc lá biên. Đây em có một cái chậu hoàng kim bảo. Đấy, còn duy nhất một chậu này, đây. Cái chậu này của em phải tầm 3-4 lụ luôn các bác nhá. 3-4 lụ luôn. Em chia sẻ lốt cái chậu này 150.000 luôn nhá. 150.000 cái chậu hoàng kim bảo này luôn này. Đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Đấy, đại mạc lá biên thì quá là đẹp rồi, chậu toàn là chậu to nhiều lụ ạ. Đấy, thì thời lượng video của em đây này kết thúc nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và gặp lại các bác những video tiếp theo nhé.